Hi, chào mừng mọi người đến với kênh youtube của Trang nha For Everest 2022 Trông rất là hầm hố, thể thao và bắt mắt nha mọi người Đây là phiên bản uh, Sport uh, Ở phiên bản Sport thì nó sẽ có một vài điểm uh, nhấn uh, đặc biệt khác với những phiên bản khác ha à, Chúng ta nhìn từ phía đầu xe thì thấy là mặt ga lăng phía trước được sơn đen bóng Cộng với chữ Everest uh, đen luôn nha À, rồi à, nhìn về phía bên hông thì chúng ta thấy ba à, điểm cũng được sơn đen bóng đó là mâm, à, tay nắm cửa và ốp gương chiếu hậu nha mọi người. À, kế theo nữa là chúng ta thấy hai thanh giá nóc ở phía trên xe cũng được à, sơn đen luôn nha. À, đặc biệt có chữ à, sport ở hai bên à, cửa trước và phía à, cốp sau xe phiên bản for Everest gọi là hơi cá tính một tí xíu ha, mang tính chất rất là trẻ trung, trẻ trung sôi nổi ha. À, chúng ta thấy For Everest 2022 được thiết kế lại từ phần ngoại thất và nội thất, làm cho chiếc xe trông rất là ngầu nha mọi người. À, nhiều khách hàng khi tới xem xe trực tiếp ở showroom thì đánh giá là rất là thích ha. À, và cái, cái 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 vẻ đẹp của For Everest rất là cuốn hút đối với những khách hàng tham dự sự kiện bên trang trưng bày ngày 12 và ngày 13 vừa rồi. Rồi, mâm cũng là mâm 20 cùng kích thước với phiên bản titanium. Ở phía sau, chúng ta thấy cụm đèn cụm đèn phía sau nhìn rất là đẹp nha ở trên kênh tiktok của trang mọi người có thể vào xem à, những khách hàng comment và khen cái dàn đuôi xe và đầu xe và cả nội thất phía bên trong trong xe nói chung ford Everest 2022 rất là thu hút những khách hàng đang quan tâm và một đánh giá chung là nhìn rất là đẹp và sang trọng ở hàng ghế thứ ba chúng ta sẽ gặp bằng cơ à, nhưng mà rất là nhẹ ha rất là thần tiến nha à, khi mà gặp xuống thì chỉ cần kéo rất là nhẹ nhàng và cái 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 hàng ghế này sẽ tự động nó 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 nó, nó nhảy về trước và khi chúng ta à, muốn gặp lên lại thì cần chỉ cần kéo sợi dây à, thao tác cũng rất là đơn giản thôi ha như mọi người có thể thấy trang gặp đó ha Ở phía sau vẫn có cổng sạc 12V khi cần nha Cốp chúng ta vẫn đa cốp Cốp rảnh tay này Rồi điều chỉnh độ cao cốp Và cốp chống kẹt Đặc biệt là có camera về phía sau Nhìn khi mà lên đèn nhìn rất là đẹp nha mọi người Sử dụng nhiên liệu dầu động cơ là 2.0 turbo đơn, công suất là 170 mã lực. À, và mình khi mà mình bước bước vào hàng ghế thứ hai á thì không gian rất là rộng rãi nha. À... Trong phía trong xe mình bước ra thì chỉ cần uh, bóp nhẹ vào cái cái uh, mở cửa này thì cửa sẽ mở ra nha không cần phải hai tay giống như những phiên bản trước hoặc là những dòng xe khác đâu à, nội thất của Ford LS Sport thì chỉ có một nội thất đó là da đen không có nội thất màu nâu hạn trẻ nha mọi người À, khi bước vào hàng ghế phía trên của Ford Everest 2022 thì một đánh giá rất là thực tế đó là nội thất nhìn rất là sang trọng à, những điểm mà làm cho thu hút khách hàng nhiều hơn đó là màn hình trung tâm và màn hình tắp lô đặc biệt có sạc không dây rồi phanh tay điện tử à, kết nối Apple CarPlay hoặc là Android Auto không dây À, những cái điều này rất là tiện lợi đối với khách hàng. À, xe cũng được trang bị rất là nhiều khay để ly ở hàng ghế phía trước, thứ hai và thứ ba đều có khay để ly. À, ghế điều chỉnh 8 hướng nha mọi người. Mọi người có quan tâm tới dòng xe Ford Everest Box À, nói riêng và dòng xe Ford Everest 2022. Nói chung hãy liên hệ với trang để trang được uh, hỗ trợ uh, mọi người ha. Xin uh, cảm ơn mọi người rất là nhiều. À, Như uh, follow kênh YouTube của trang để uh, đón xem những video trang giới thiệu về xe Ford Everest 2022 nhé mọi người. Xin chào tạm biệt.